Chỉ có loanh quanh có mấy chỗ đấy thì là cái thú vui, nhưng mà giết thời gian. Chó gì? Sâu chính là nhiều con chó nó quái dị, sống mới đắt tiền. Mà chó thì một con rất khôn. Đâu? Ừ nhỉ. Từ xe mắt nó sáng nhỉ. Cái tường kia nó bóc hết cái vữa ra, sau đó thì nó chát lại một tí, thế là nó lộ cái tường thành cũ ra, cho tí điện lên đẹp hơn trước. Trước đang tự nhiên đang chát hết. Nhà thờ này rất đẹp này. Buổi tối mà nếu mà mùa Noel nó trang trí rất đẹp. Cái việc bảo vệ nó dễ hơn, nhà thật lớn nó khó bảo vệ hơn. Thật này nó rộng, có khuôn viên rất đẹp xung quanh. Mà nhà thật này cây sơn màu vàng, còn nhà thật lớn toàn sơn màu xi măng.
này sẽ có một cái chỗ bán nha. Dạ. Bán bánh xíu này, bán xíu này, thử ngay chỗ các bạn từ đến đó. Xíu đây không đúng, xíu nó định được bé. Đây làm to đúng. Xíu nó vào bánh còn không định thì bánh ăn thì trông ngộ ngộ. Mấy cái bánh tôm mà tay sang ra đấy ăn cái kem nữa, thế là về uống Beverly nữa.